Sao? Ai 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 bắt làm chị? Để em, để em. Không ai, sáng nay chị dừng đèn đỏ tự nhiên có ông cảnh sát điên nôi ra bắt chị. Ôi trời ơi, cảnh sát điên á. Thế thôi em phải chơi đây, trả dây đây, chị đi mà giải quyết. Nhưng bây giờ ở tất tù với nhau rồi. Chị bị bắt vào tù rồi à? Hôm nay em sẽ giúp chị vượt ngục. Vượt ngục à? Thế em hay ở tù thì chỉ cho chị đường ra thôi. Liên điên. Em toàn bị bắt vì cái tội liên tha liên thiên vớ va vẩn rồi. Em toàn là người tốt xong bị bắt vào tù rồi. Hôm nay chị đi đường lại cũng bị một ông cảnh sát điên bắt à? Đúng rồi. Hôm nay sẽ giúp chị thoát khỏi cái lời đó. Thôi. Bây giờ chị vào chỉ cho em cái ông cảnh sát đấy là ông nào đi. Rồi các bạn ơi, trước khi đi xem chị Bơ bị nhốt tù như nào thì các bạn hãy cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh nha. Và nhớ xem quảng cáo đấy nha. Rồi chị dẫn em đi xem nào. Đây em ơi, ông đấy đây này. Ui dồi ôi, ông này là cảnh sát ma thì cảnh sát điên cái gì. Mắt thì không có, cái kia đầu thì độ cái còi. Ôi dồi ôi, mắt còn không có lòng đen nóng trắng. Ôi dồi ôi, ông này là ma rồi. Phải thoát khỏi đây thôi. Ui trời ơi, đây là cái phòng giam của chị hả? Phòng giam gì mà bẩn thỉu thế này. Ôi dồi ôi, cái gì? Nước cống này. Ôi thoát, dán. Ôi dồi ôi, bây giờ thoát kiểu gì? Trên tường còn dán ưu ảo ôi. Thối quá. Chị vừa ị đùm ra đấy đúng không? Chị đi ị chị không xả nước nha. Em bắt em biết ngay chị là người rất là bẩn luôn. Em biết cái đường ra của nó rồi. Đường ra chị ở đâu? Chị đi vào cái ống thông gió kia cho em. Đi vào ống thông gió. Nhảy lên đây. Rồi. Rồi đi vào, đi vào. Đi vào. Rồi đây, đây, đây đi đâu nữa? Rồi bây giờ chị nhảy lên những tấm lưới này. Rồi nhảy từ từ thôi, không ngã xuống cái là hẹo đấy. Ôi nhưng đây, đây phải đi lên cầu thang đây à? Đúng rồi, đi lên, nhảy trên lên đấy. Trên này thì đi lên trên. Trời ơi, trời ơi, chị rơi xuống hố luôn. Được bao giờ đâu mà biết. Kinh nghiệm của chị còn non nớt thì chị phải nghe em chỉ đạo. Rồi nhảy lên. Nhảy lên một nhịp nữa. Tiến lên không nhảy. Tiến lên không nhảy. Đây 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 đã cần chưa? Không cần cân, chị cứ tiến lên không nhảy đi khác lên. Ôi giời ơi, quá là gà luôn. Trời ơi, mà thật sự luôn ý. Thề luôn, không hiểu con người chơi kiểu gì mà gà thế luôn á. Chẳng qua là em may thôi. Em may cái gì vậy, em có chơi đồng em may. Bị điên à? Nhảy lên. Ôi trời ơi. Ê là, tới này thì em nghĩ là chị lên ở đây mọt xương rồi cho nhanh. 2000 years later. Em sẽ ra một chữ sợ giúp cho chị là em sẽ nhảy hộ chị chỗ này. Chỗ này nó đây có. Đây này, chị nhìn đây này. Em nhảy một phát lên luôn. Ờ sao em lên được ấy? Đấy, thôi, có đừng... một bạn đang đứng chờ mình đây này. Một bạn đang đứng chờ mình. Đi ra đây. Khoan đã, khoan đã. Chỗ này là khí độc đấy. Khí độc thế nhưng mà chị nó nhảy qua. Nó không ngừng thì thôi cứ đi vào đây. Nhảy. Nhảy qua, em bảo chị nhảy qua rồi mà. Chị định đi rén rén vào đây để nhảy đây này. Không được đâu. Đây đây đây. Nhảy. Vẫn chết. Đây mới là cái cửa hai của cái cửa ngục ấy chị ạ. Đi đi chưa? À, cung ghê thôi. Tiếp tục chỉ đường đi em. Ghê. Ui, cẩn thận đi chị. Cái này là cái gì đây? Đây là bẫy đấy. Này, nhảy qua. Hay quá, vô tay các bạn ơi. 10 điểm. Rồi. Đi đâu, đi đâu? Đây là phòng tra tấn đấy chị ạ. Phòng tra tấn. Ôi mà. Cái gì ạ? Có ma. Có ma. Đợi tí nhá, nó xuất hiện này. Hay là mình phải đi đến đây, mình ngó xem có ma thật không? Ôi, chị ơi, bắt mình đấy. Ôi, bắt mình à, bắt chạy mình đi. Chạy đi. Gì, chạy thôi. Ui, đâu đi, đâu đi. Ui, đây có nhà giam. Rất nhiều nhà giam. Ôi, thế bạn kia đi đường nào đây? Chị quay lại đằng sau. Đấy. Cảnh sát bắt chị ngay, em biết ngay có điểm gì mà. Thế à, để em xem quay cả. Rồi, dễ đây. Ngồi xuống C. Rồi, trời ơi, đấy tuyệt nha. Vời. Em mà không chỉ dẫn chị còn lâu. Ôi, nhưng mà đây là phòng gì ấy? Gạt cái cần kia kìa, gạt cái cần. Đó. Rồi. Cần là mình sẽ nhảy qua đấy, nhảy lên. Bình tĩnh thôi chị ơi, cứ phải bình tóm nha. Bình tóm, quay đây. Bình tóm, quay đây. Quay ra đây đâm đầu xuống hố luôn. Nhảy qua, cố lên chị. Em tin chị mà. Đấy, thấy gì chưa? Hay quá, em tin chị. Vào đây là vào đi đâu á? Ôi trời ơi. Rồi, lại gạt thêm một cái cần này nữa. Rồi, cố lên chị. Đu đường, cố lên chị. Được rồi, hay quá. Tiếp tục. Nhảy. Hay quá luôn, tiếp tục đi chị ơi. Bình tĩnh rồi, nhảy qua. Hay quá chị ơi, bao giờ em không mới được thoát tù cùng chị đây. Chị không biết. Mở được, chị cứ húc vào là được. Húc vào. Cái này là cái ổ điện hay là cái gì á? Bấm nào xem nào. Chị không cần bấm. Ôi trời ơi.
Bạn lên trời đó, dừng. Bạn nó tắt điện lên, lên. Ui. Từ từ, chị ơi, sợ. Chị vừa đúng là yếu tim luôn mà. Đây, từ. Dừng. Thôi, stop. Stop. Lên. Leon. Rồi, hay quá. Đi mà. Dù cuộc đời này có vất vả gian nan với chị. Cái gì thì đấy em ạ? Cũng quá... đừng đến gần quá gần. Đừng đến quá gần là... Ôi, tù nhân à? Zombie chị ơi. Zombie à? Thế bây giờ đi nào. Bị bắt luôn mà. Đồ ngu. Rồi em xem nào. Ai à, bắt đầu thành thạo hơn rồi đấy. Ai à, được đấy. Cua. Ôi dồi ôi, cua hơi gấp. À, cũng được, cũng có tí được. Đây, gì chua. Rồi. Có ghế chưa? Ghế chưa. Lên cao chạy qua. Nhảy. Cái này phải nhảy à? Nhảy đi, cái mấp nhảy cái gần đến nó mới nhảy thì nó chẳng cưa cho. Được của nó đấy. Đợi tí, hết bé thôi. Hết to còn tí thế. Qua rồi. Rồi ok. Ơ, cái gì đấy? Lấy cửa là cái gì? Cẩn thận, em nghĩ chỗ này mình chỗ gặp cảnh sát đấy. Cho mình gặp cảnh sát đấy. Đâu, thế đi đường nào? Ôi đấy, à, nhảy ra bắt chị luôn. Ôi trời ơi, đầu còi luôn. Ông bên đằng sau chị kìa. Ôi giời, chạy đi. Nhảy lên luôn. Rồi. Lên như này thì ông ấy bắt kiểu gì? Đi vào. Rồi. Nguy hiểm. Chạy đi đi vào. Nguy hiểm. Chả có gì nguy hiểm ở đây. Này thì đây không. Treo đầu dê bán thịt chó thịt người đây. Thịt người thì vẫn phải nhảy qua. Đây là một cái xác, hai cái xác luôn. Thế mình đi vào đây mình phải né bạn này ra đúng không? Gió nó thổi chị bay xuống dưới quay qua cánh quạt khổng lồ cái bây giờ đấy. Vừa đi vừa nhảy. Ui, gà như chị vượt ngục bao giờ cho quả. Rồi, đi lên đi. Đi lên đây là đi lên đâu? Tát rồi thì cảnh sát bắt chị, cảnh sát cắn chị luôn. Ui, ê, đi xuống cầu thang. Ôi trời ơi, chả có gì, cứ đi bộ này thế. Mà cửa đi vào cửa này đúng không nhỉ? Đúng rồi. Ui, đây là cái gì đấy? Một phòng máy giặt. Giặt đồ. Tìm một đồ. Picasso là cái gì? Em tìm hộ chị đi. Rồi chị đi nhặt cái mũ kìa. Em thấy vào tường có cái mũ kìa. Đó. Đây. Nhặt cái mũ lên. Rồi, nhặt cái mũ lên. Ơi, mình phải đi tìm chìa khóa. Đi tìm chị phải đi chứ không đi thì tìm cái gì? Chị biết tìm ở đâu đấy, đâu. Đi bây giờ mình phải đi tìm tất cả khe. Khe này không có. Quần áo này không có. Không có rồi. Chị nhìn qua là chị biết. Vào máy giặt xem. Làm gì mở được máy giặt đâu? Máy giặt thứ hai. Máy giặt thứ ba. Chị xem máy giặt thứ ba có cái gì kìa. Em thấy có cái gì ạ? À, có cái đầu lâu em bảo chị rồi. Ở giữa mình chưa tìm, có gì không? Nhảy lên cái xe bên này. Đây à? Đúng rồi. Rồi. Nhảy đi, em thấy có gì đỏ đỏ dưới kia kìa. Không có gì cả. Nhảy vào cái, cứ nhảy ở giữa đấy em gì, nhảy ở hai bên cạnh thế nào. Ở đây. Giữa, xuống dưới, nhảy. Chả có gì đâu. Rồi đấy, đấy. Cái gì chưa? Cái gì đây? À, một người tù nhân cầm cuốc. Người này là người đào hầm đấy. Người đào hầm, bấm vào cái cuốc. Bấm vào cái cuốc. À, đây là mình lùm được cái cuốc rồi không? Đi cuốc đầu này, cuốc bằng này. Bấm vào cái... Ai xài? Cuốc mình cầm rồi còn đâu? Bây giờ đi đường nào đây? Đào hầm đi, chị cứ đào đi. Chị mua đất là chị đào mua đất đấy luôn. À, đi sang này. Đi thẳng đi rồi, sao đi vào cái nghe đấy làm gì? Ôi trời, đi thẳng. Đâu đi thẳng làm gì có đường đi đâu? À đây không? Đây là lối ra mà. Sao mày ngu thế hả? Rồi, đấy chưa? Thấy đường ra chưa? Chưa. Bên phải chị kia là đường ra rồi còn đâu. Ôi trời ơi, thế mà cứ đào thôi. Ơi, thì ngáo thật sự luôn á. Đây cứ từ từ. Các bạn phải cho mình có động lực. Cái gì đây? Đến cái gì đây? Van drop. Không cần biết. Không chị quan tâm gà, em chiêu chị luôn lên đường ra lù lù đấy rồi chị không. Cảnh sát đó chạy đi chị ơi. Chạy. Trời ơi. Chạy đi. Chạy. Ôi trèo lên đây, trèo nhanh lên ông để bắt bây giờ. Ông đấy đâu ấy ạ? Xuống hố, ôi giời ơi, vẫn bị bắt. Treo hẳn lên thang. Rồi. Không chạy thể. Chạy đi, cứ chạy tiếp đi. Chạy đi, không quay lại nữa. Đúng không... rồi, chị định ngắm ông đấy à, chị yêu ông đấy rồi đúng không? Tìm công tác cái gì, phòng gì đây ạ? Đi thẳng đi. Thẳng đây. Đây có một nút lạ nhưng không bấm được. Rồi. Dễ không mà. Sau này em chơi nhắm mắt em là vượt qua luôn ạ.
Ồ, đây có phòng an ninh rồi. Phòng an ninh. Phòng an ninh đi chị ơi, cẩn thận, nhiều công an lắm. Chả sợ. Ồ, đây là nhà gì đấy ạ? Đây là nhà tạm hay nhà gì nữa? Ồ đi. Ui, hiện cái trường một vụ án gì đó. Hiện trường một vụ án gì nhưng không biết. Thẻ SCB nhà... gì kìa. Nhưng mà đi đường nào bây giờ, tiếp tục đây. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Sau cái hôm nay em sẽ đấm chị luôn. Chạy xuống đây. Ôi, tụt cầu chưa tụt. Tối quá chị bơ tối úp luôn. Phòng gì vẫn bị nhốt? Phòng thanh toán mình có làm gì? Thanh toán cái gì bây giờ, mình phải nhảy qua đống la dây này đây này. Ơ, thế cao này thì mình chảy nào được? Nhảy được. Ai, chị nhìn em thấy hiện đây này. Đâu? Trời ơi. Chu choa mẹ ơi. Dễ không ấy mà. Cẩn thận. Một chấm nó cho mất mỏ. Một chấm dễ không ấy mà. Dễ không ấy mà. Chỗ này mình phải bàn chiến thuật. Cái gì mà không nhảy qua được hả chị bơ? Chết vợ. Rồi, trả chị, nhường lại sân diễn cho chị. Rồi, bây giờ là đi đâu đây? Trèo lên những cái bàn. Trèo lên những cái bàn. Trèo lên cẩn thận, mình dính nước này mình hẹo đấy. Không sợ, ơ. Cứ đi đi, cứ đi đi trên con mấy cái bàn này nè. À không, dính nước này không. Có một con mà nó bắt chị bơ luôn. Rồi, dây trái này, dây trái này, dây trái cho em, dây trái luôn. Dây trái luôn. Ôi, chạy vào đây. Chạy vào đây. Đấy, đây chưa? Đừng bắt. Rồi, nó bị dập rồi đấy. Nó bị dập rồi à? Quay lại. Bẫy. Sử dụng rồi. Ôi giời ơi. Ồ, sử dụng này thì mình bị giật điện chết luôn. Chết queo. Thế làm gì đi được đâu? Thử cứ thử đi đi. Đấy, mình chết queo. Em nghĩ là mình không nên bấm vào cái đấy. Mình không nên bấm vào cái đấy à? Đúng rồi. Được rồi, thử đi xem. Rồi, chị đi đi. Đây. Quay lại. Rồi, quay lại nhìn ông đấy cho em. Quay lại nhìn ông đấy đã. Bấm e. Chết chua. Rồi, chết rồi. Nhưng mà bây giờ mình không lại. Rồi, tắt. Đi thôi, đi thẳng cho em. Rồi. Để lên bỏ lại. Để nạc bỏ cái gì đây? Trèo lên cái xe mà đi về thôi. Khoan đã. Kéo cần gạt á. Kéo cần gạt. Cần gạt á. Ừ, thông minh đấy. Xe luôn. À không rồi, mình trèo lên xe luôn. Rồi. Rồi gạt cái cần này cho nó đi. Reng. Đi chưa? Thắt dây an toàn vào. Chị bơ lái tàu sợ lắm, chị bơ lái gà lắm. Nhắm mắt này, tim hết thở, môi hết thở. Không được thở ra nhé, nào vào. Không được thở ra, tăng thở chết luôn à. Thở ra ngoài có cây xanh rồi. Wow, mình được thoát khỏi đây rồi, chị vẫn đừng. Chị sao chị nhảy lên trên tàu đấy, chị định tự tử à. Ôi dồi ôi, nhìn khung cảnh đẹp phết này. Đẹp cái con khỉ gì chị muốn đẹp đúng không? Em chỉ cho cách đẹp này. Đâu? Đẹp mình bị rơi xuống sông luôn. Đẹp ở đâu? Không thoát ở tù mà vẫn bị chết à? Không thoát ở đâu mà không thoát. Mình trôi giạt về bờ luôn. Mình thoát khỏi cái nhà tù đấy rồi. Mình đến một khu công viên. Yes. Cuối cùng chị cũng đã thoát khỏi cái nhà tù dở hơi. Rồi các bạn ơi, nếu các bạn thấy video này hay thì các bạn hãy cho chúng mình xin một like, một đăng ký kênh và nhớ xem quảng cáo nha. Còn bây giờ đưa chị về thay quần. Ôi eo ơi, chị mơ tê dâm rồi.